Người đàn ông này đang sắp xếp vỏ hộp trên chuỗi dây chuyền, đột nhiên cánh tay máy móc bất mãn vì làm việc trong thời gian dài mà không có lương, nên đã trực tiếp hất tung anh xuống. Người đàn ông liền bị cho vào hộp và đưa đi. Khi anh tỉnh lại liền mau chóng gọi điện thoại báo cảnh sát và phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Tài xế xe nâng hàng không hề nghe thấy anh cầu cứu bên trong, liền đưa anh lên kho lạnh của máy bay lớn. Khi người cứu viện đến, người đàn ông đã thiếu dưỡng khí trong thời gian dài và hôn mê, chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại cho người đàn ông, dựa vào tiếng chuông điện thoại để tìm kiếm người đàn ông bị kẹt. Lúc tìm thấy người đàn ông, cơ thể anh đã bị đông cứng. Sau một loạt thao tác cấp cứu phục hồi tim phổi, người đàn ông đã mở mắt ra. Người trực điện thoại gọi điện tới để hỏi tình hình hiện trường, trong mắt người đàn ông tuôn ra giọt lệ cảm động. Giáo viên đưa các học sinh đi tham quan nhà máy sản xuất sô cô la. Người đàn ông đã thử một ngụm nước sô cô la nguyên chất. Hương thơm thuần chất và ngọt ngào đã thu hút anh. Người đàn ông nhìn một thùng sô cô la này, phát ra nụ cười quái lạ. Anh nhân lúc các học sinh đều đã đi ra chỗ khác, liền leo trên thùng, ra sức múc một ly. Lúc đang vui sướng, liền rơi tõm xuống. Cả người đã rơi vào trong hồ sô cô la. Sau khi người cứu viện nhận được cuộc gọi báo cảnh sát liền tới hiện trường để hỏi han tình trạng sức khỏe của người đàn ông. Người đàn ông nói rất tốt, chỉ là sô cô la quá nhiều nên uống không nổi, nếu không thì mình đã ra được rồi. Nhân viên cứu hỏa bắc thang định đôi người đàn ông lên. Khi nhân viên cứu hỏa kéo lên trên, hồ sô cô la liền sản sinh ra khu vực khí áp thấp. Lực phản tác dụng của áp thấp sẽ kéo người đàn ông xuống. Biện pháp này không ổn. Bọn họ đưa ống dưỡng khí cho người đàn ông trước để phòng tránh người đàn ông chìm xuống dẫn tới ngạt thở. Lúc đang nói, đội trưởng đã biến mất, hóa ra là đi tìm bơ cacao. Cái này có thể làm loãng nồng độ của sô cô la. Cuối cùng người đàn ông đã được cứu lên. Trên cáng, người đàn ông đã khóc, anh thề cả đời này sẽ không bao giờ ăn sô cô la nữa. Người phụ nữ này đang livestream, đột nhiên cô phát hiện trên mặt có một vết mụn. Nhưng không ngờ là thứ bên trong lại khiến cô kinh ngạc. Cô mang công cụ khử trùng tới, hai ngón tay đặt ở hai bên của vết mụn, ấn vào giữa, một con côn trùng có hàm lượng protein cao đã được nặn ra từ bên trong. Người phụ nữ liền sợ đến mức nhảy dựng lên ngay tại đó, kết quả ngã xuống đất và bị gãy xương. Cô kêu Siri gọi điện thoại cứu viện. Sau khi nhân viên cứu hộ đến đã phát hiện ra con côn trùng nhỏ này trên bàn. Đây mà ấu trùng của ruồi hoa, một loại ký sinh trùng của địa phương châu Nam Mỹ. Bọn chúng tôi dựa vào săn bắt muỗi, đẻ trứng lên miệng muỗi, khi muỗi kiếm ăn thì sẽ đưa trứng vào trong cơ thể vật chủ. Sau đó nhân viên cứu hộ đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện, lấy hết trứng ấu trùng còn lại ra. Thai phụ da đen này đang đi dạo trung tâm thương mại với chồng, đột nhiên đã vỡ ối, sắp sinh rồi. Cô điềm tĩnh nở nụ cười, chồng gọi điện thoại cứu viện, lại không ở trong vùng phủ sóng. Lại gọi một lần nữa, đã bắt máy, chắc là nên đổi điện thoại rồi. Trung tâm chỉ huy lập tức cử cứu viện đến địa điểm báo cảnh sát. Nhưng cứu viện tới địa điểm báo cảnh sát lại phát hiện ra điều bất thường, nơi này là một đống hoang tàn trống không. Một bên khác, trung tâm chỉ huy mới phát hiện, tổng cộng có 3 vị trí báo cảnh sát trong thành phố. May mà cách không xa cho lắm, khi nhân viên cứu viện đến, thai phụ đã sắp sinh. Sau khi biết được tình hình cá nhân này của thai phụ, đây là một thai phụ đã 38 tuổi, cho nên bây giờ đối với cô mà nói, sinh con là một sự thách thức không hề nhỏ. Bây giờ lại tới bệnh viện đã không kịp nữa rồi. Đội cứu viện sơ tán nhóm người trong đại sảnh, liền bắt đầu đỡ đẻ ở đây. Đột nhiên, thai phụ bắt đầu nôn nóng. Cô cảm thấy sinh ra đứa trẻ này là một sai lầm, cô không muốn đứa con này nữa. Đây là chứng lo âu thường thấy trước khi sinh. Cô gái da đen bắt đầu khuyên nhủ thai phụ. Trước sự an ủi của cô gái da đen và sự nỗ lực của sản phụ, đứa trẻ cuối cùng đã chào đời. Bố của đứa trẻ kích động rơi lệ ở bên cạnh. Lúc đang định đưa em bé cho sản phụ, ánh mắt sản phụ đột nhiên ảm đạm, huyết áp đang nhanh chóng hạ thấp xuống. Sau khi sinh xong, sản phụ đột nhiên bước vào trạng thái sốc. Cô gái da đen liền bắt đầu hồi phục tim phổi, chuẩn bị đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trên chiếc xe cứu hỏa tới bệnh viện, người bố bế con sốt sắng cầu nguyện. Cô gái da đen đã hồi phục tim phổi trong 12 phút, nhưng dấu hiệu sinh mạng của sản phụ vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Đội trưởng gọi điện thoại cho bệnh viện, bảo bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận một bệnh nhân nặng. Trong cơ thể sản phụ đã chảy rất nhiều máu, cần truyền lượng máu lớn. Đội trưởng bảo cô gái da đen nghỉ ngơi một chút trước đã, đổi người để phục hồi tim phổi cho sản phụ. Cô gái da đen lo lắng, chỉ sợ dừng lại một giây, sản phụ sẽ mất đi hy vọng sống. Đến cửa bệnh viện, cô gái da đen vẫn không ngừng động tác chân tay. Bác sĩ hỏi đội trưởng, nhịp tim của sản phụ đã ngừng bao lâu rồi? Đội trưởng nhìn thời gian, 15 phút. Bác sĩ liền thông báo rằng đã tử vong. Cô gái da đen vẫn không tin, cô vẫn đang tiếp tục phục hồi tim phổi cho sản phụ. Cuối cùng, nhìn thiết bị giám sát nhịp tim rồi bất lực rơi lệ. Khi người bố bế con tới, nghe thấy thông báo tử vong, anh không dám tin vào sự thực này. Anh đặt con vào trong lòng người mẹ, để con cảm nhận được hơi ấm của người mẹ lần cuối. Bàn tay nhỏ của con sờ lên khuôn mặt người mẹ, bị đo nhịp tim lại có động tĩnh. Nhân viên cứu hỏa đến kiểm tra, mạch của sản phụ lại đập, bác sĩ mau chóng đẩy sản phụ vào cấp cứu. Người bố quay đầu nhìn sang cô gái da đen và nói lời cảm ơn. Là cô vẫn luôn dùng hành động của mình, thành công cướp lại được sinh mạng của người vợ từ trong tay thần chết. Mỗi sinh mạng đều phải trải qua rất nhiều khó khăn mới tới được trần gian, mỗi mạng sống đều không nên bị từ bỏ dễ dàng.